Vâng, xin kính chào anh em. Clip này mình sẽ làm về test speed test giữa cây Persona Blade và khẩu Barrett Ironsec. Mình định đi với cây Barrett 199 cho nó thâm bộ cơ, nhưng mà thôi. Kiểu như là cây này mình cũng giống như cũng thấy như khẩu kiếm đồ chơi ấy, cho nên là đi với Barrett đồ chơi. Nhìn cho hầm hố. Lại còn thêm coi như về Devil Hunter nữa. Thì thôi, xác con nhà bà định là đi săn rồi đấy. Ở trước mặt mình này. Mày chết. Ô, khá nhanh ấy. Mặc dù nó hơi nặng nề một tí, cảm giác nó vẫn nặng mà chậm. Thì Barrett thì các bạn delay với quán VIP hoặc là Karambit này. Hôm nay Black với sẻng luôn, nó nhẹ nhẹ một tí. Đầu A là cái chỗ khỉ khô nè. Thực sự anh em thông cảm nhé, cái map này mình cũng ít chơi, cũng khoảng tầm 4 năm rồi mình chơi lại đây, trừ cái khoảng thời gian 2 năm. Ui rồi ôi ơi, ông chỉ tôi đầu A là tôi không biết ở đâu đâu nhá. Cứ bắn theo cảm tính thôi. Thực sự map này cũng dễ bắn nhưng mà có nhiều chỗ đúc nóc ngách đồ ấy, nên mình cũng hơi sợ, không thể hổ báo được. Giờ kiếm. Ôi trời ơi, nó bay đã nhanh. Lao lên như cướp ấy. Những thanh niên này về cho tập bay rồi thay vì cho tập điền kinh. Đấy. Cái dao này nhìn cũng kiểu như là khoa học viễn tưởng vậy. Nhìn rất là to nhưng mà chém chậm. Chết. Nhưng mà mình thấy cảm giác cũng khá là nhẹ. Cái thằng này, mày này bố bổ chết. Anh em mình hơi nói tục đấy. Sao? Nó ăn mà ăn hết phần người ta thôi. Người ta đang test súng thử nào. Thì một số anh em bảo mình test thử cây này với Barrett 199 đi. Mình cũng định nhưng mà kiểu như Barrett 199 thì mình đã có clip với Jungle Knight rồi. Iron thì mình cũng hơi ít bắn bởi vì nhìn nó hơi ảo tưởng sức mạnh một tí. Mình có feed mạng anh em thông cảm nhé. Mình rất là ít chơi map này. Hôm nay vào cao cấp 2 lượn lờ qua thử coi cũng được xong rồi luôn. Bởi vì mọi người biết đấy. Ôi trời, chạy. Bây giờ cao cấp 1 hay là trung cấp rất nhiều server nó lag luôn. Kiểu như là chạy xong nó lag luôn. Không phải do mạng hay update gì. Đông quá hay sao. À trước mặt mình rồi. Mày. Ôi rồi ôi. Mày rồi chứ. Thôi tao lại mày Persona Blade à. Mày dậy. Mày ra đây. Nó kiểu như có bật tâm cũng rất là nhanh. Mình là qua nó nặng thôi. Giống như kiểu katana vàng ấy. Kiểu như vàng các bạn. Hôm nay mình bắn chơi thôi nhá. Lỡ mà âm mạng anh em mà gạch đá thì thôi. Mình cứ gạch hết cho mình đi. Để mình Tết này còn về xây biệt thự. Lại còn đầu A. À đầu A là cái chỗ hồi nãy mình giết đúng không? Nói short. Ở đây. Ôi giời ôi xịt. Mẹ ơi xịt. Mày xịt. Nói chung cũng được. Có lẽ là mình chưa quen mấy thôi. Mình mới thử ván đầu. Ở đây bắn thật đấy mà. Đổi nha. Easy mà đổi. Mình sẽ đổi vị trí liên tục nhá. Rồi vào đây. Mình ke thật sâu này. Ló cái móng chân là. Ui dồi ôi. Bạn đã giết hộ mình. Coi như mình đánh trúng xịt nói sao ấy. Ra đây. Hồi trước mình chơi TRG21 với cả ADM và cả. Ôi dồi té. Barrett 199 cơ. Nó lâu lắm rồi. Cái thời mà trẻ trâu của mình ấy mới tập chơi. Ngon. Toàn là ke thôi, chứ không có snap, sniff, biết đếch gì được. Toàn là ke nhau trước thôi. Thằng nào ke trước thì thằng đó ăn. Nhưng mà lỡ mà đông quá thì thôi. Ôi, tuyệt vời. Ba bạn nhá. Bắt luôn. Phòng này cũng hơi ít người. Nên kiểu như mình test thôi. Nhiều bạn bảo mình chơi cái map hội hoa đăng này nữa. Nên mình cứ tập dần. Nhưng mà giờ cũng ít phòng quá. Ui trời, ai gọi. Vãi cả nồi ai gọi. Rồi mình tắt cái đã nhanh nhé. Là mình ngó qua cái chết luôn. Nhưng mà thôi, chết đi lỡ bạn kia hôm nãy bảo tốt bên kia hack. Vãi cả nồi ạ. Ui. Thôi chết. Chết một lần nữa anh em mà đỡ bảo hack. Vãi cả ai gọi mà thính chức rắc khắp nơi. Em rắc lên cả Facebook. Rồi tiếp tục quay lại với con cái lúc nãy mình nói đâu nhỉ? Cái hồi trước ấy mình chơi mà toàn Barrett này, TRG21 với cả M700 và ADM GP thôi. Ngon lắm là ADM Red Dragon mà vàng. Kiểu như bắn hai chỗ mà cái chỗ này, cái chỗ cầu này các bạn. Hai bên nhìn nhau, chóe lửa tình bắn thôi. Kiểu như đôi khi là 3-4 thằng nó tranh ở cái chỗ đây này, cái chỗ qua bên tay trái thanh niên này này.
Thế nên là Barret là lợi thôi, chỉ những đục thùng nhiều khi pha rất ảo lắm. Ôi sao đít kìa, nhà gỗ kìa. Ôi trời, ông nội tìm em nơi đâu của chú Pin. Ui, đúng rồi, quay đi. Quay đủ kiểu, quay đủ hướng mà không biết đằng trước kìa. Ô tổ thanh niên. Thôi thua đi. Bây giờ tìm phòng, thực sự những phòng này cũng khá là ít, bởi vì cũng không thể nào mà full được 88 như ngày trước được. Ngày trước chơi nhiệt lắm, ngày chơi vui, nhiều pha móc lốp, sướng. Vài cầu. Sau này thì nó ra map Hy Lạp ấy, đấu đơn ấy, cho anh em chơi. Đầu, cái tay đầu. Không thấy cái gì cả. À, bay kìa. Bay này, trời ơi. Hơi chậm một tí. Ôi, cái tay, cái tay. Có cái tay, có cái tay, có cái tay. Mày cùi trò à, thích chơi cùi trò không? Ai, 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 ngon. Ôi giời ơi, thanh niên kia không ai cover làm sao cả. Chết, mày này thằng áp ôn. Giết mình mất người chết hai. Ôi, pha côn. Đây, ngày hồi trước mình toàn đi móc lốp thôi. Hồi đó chơi cận chiến nhưng không bị kích mọi người nhỉ. Tầm 2012 ấy, không bị kích đâu. Bây giờ cứ chém một phát thôi. Đề nghị bạn ra khỏi phòng, lên phường, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh về ký tên. Đổ, đổ. Ở trước mặt kìa. Nhòm nhòm thôi. Đấy. Gặp thanh kia, thanh kia náo hay sao ấy. Rồi một bên kia đang chửi nhau. Thằng ngu hay không bắn nó. Thằng ngu thấy không bắn nó. Ở mình ra đứng đây nhá. Người ta thấy, người ta phải nhìn ngắm cái sắc đẹp một tí. À, cái tay kìa. Còn khốn nạn nó kè mình nè. Thế như thằng này nãy giết mình thì sao ấy. Thoát luôn. Chơi thế nó không được. Ra đây, ui rồi thấy đường đạn. Ngon. Cái này chém nhìn oai vãi à. Mày chết, ôi rồi ôi. Chết không. Vâng, được ba bạn là ngon. Sao mình bắn chết ai là cứ thoát suốt thế nhỉ. Anh em cứ khinh mình. Quá đáng. Cảm thấy buồn. Ôi, được rồi. Lạc trôi. Lạc trôi đã cho ba bạn vào thùng xốp. Đâu, ai muốn mua điện miếng xanh mua thùng xốp không? Điện miếng xanh hôm nay kinh doanh thêm thùng xốp. À, cái chỗ thùng này. Quá trời là thùng. Thùng ở hội hoa đăng luôn. Không phải thùng xốp. Thùng quá, phải nhánh thế. Cái map này công nhận là chơi Barret, Red Dragon hoặc cây này cũng hợp đấy nhỉ. Nhìn màu sắc nó hợp. Không xuyên được thùng. Qua đây coi cái chơi đạt không. Ôi, lâu không chơi map này công nhận ngáo rồi đấy. Mặc dù là cũng, map này cũng rất là dễ chơi, dễ thuộc. Được kiểu như là cũng kiểu như cơ bản ấy. Map cơ bản, rất nhiều bạn chơi. Ôi trời ơi. Hay lắm. Đờ mà. Ôi đi rón rén kìa. Ôi trời, cầm C4. Tuyệt vời, hay lắm. Anh em đã rửa nhục thay mình. Hình như mình không giết được ai chứ. Quá nhục. Không giết được ai lại còn chết. Cái này công nhận nó dài mà nó chém yếu quá. Công nhận chém người như là gãy mông thôi. Chỗ này ke được không nhỉ? Hay là ở dưới nó hấp riêng mình chết luôn. À dưới này. Tỉnh lắm. Trước mặt này. Mày ơi trời ơi, QBU 90 à 009. Khắm lọ. Cái gì được còn cả nhắn tin nữa thế này. Không biết anh em đã xếp lịch nghỉ ngơi Tết nhất thế nào nơi rồi. Đúng rồi. Vả vỡ mồm sắp bàn nó đi. Cầm gạch sang vào đầu nó đi. Mình cũng sắp về còn tầm 5 ngày nữa. Về với thầy U. À nãy giờ mà bắn tàu lao mà quên nhận xét về cái độ delay nhỉ. Nói chung cũng được. Ngon. Nhưng mà nó hơi nặng nề thôi. Đấy, delay với ADM thì được. Delay thêm 3 đét nữa. Cặp đôi hoàn cảnh rồi. Quá là nặng. Ôi trước mặt, ui rồi ôi. Nó không thấy nhỉ. Mày mày vãi cả nồi ạ. Mày lãi thôi. Mày lãi thôi. Cái mô bắn. Trình độ bắn nó lên tay thật đấy. 5 phát thì xịt 4 phát. Phát thứ 5 nó mới dính. Cái dao này thì như là cái dao mà thái chuối cho bò ấy.
Phải không? Ui, ấy, từ từ thôi, mình kè trước cơ mà. Ủa rồi, ép, ép sân nhà nó luôn. Đúng rồi, chúng ta bữa nay là sân lên sân khách đá đấy. Tôi lên đi bạn ơi, 16 đến 50 bạn. Đấy, ba đá penalty luôn. Chạy đâu hết rồi, thoát hết. Anh em nãy còn thấy 6-7 người, bây giờ còn 5 người thôi. Ăn hành. Lại là lạc trôi. Công nhận là Sky ơi, COJ thôi. Ôi ôi, lạc trôi. 11. Chắc có lẽ vẫn còn một ván nữa. Lũ gà, ui dồi ôi. Sao lại chửi đồng đội như thế. Chơi vui vẻ thôi, đúng không? Chơi game là để vui cười. Đừng nên so sánh người người với nhau. Cái trình độ nó chả có vấn đề gì cả. Chết không. Đó. Cái map này đi cũng cái kiểu thục. Ô đệt. Ô đệt, bạn ấy chết thay mình. Vâng, cảm kích trước tấm lòng. Ô tổ ấy làm sao. Và clip mình cũng kết thúc ở đây thôi. Bên kia áo sạch luôn, còn đúng 2 người. Vãi cả trưởng đây, còn 2 người này. Gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé. À, anh em nhớ like nhiệt tình nhé. Rồi mình đi quay tay tiếp đây. Mệt quá.